Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, cô gái Lương Hải Như mất tích có thể nói là một trong số những vụ việc nhiều uẩn khúc và phức tạp nhất xuyên suốt 3 tháng qua. Trong tình thế tưởng chừng như vô vọng, Quỳnh Như, chị gái sinh đôi của Hải Như mới đây, đã bất ngờ chia sẻ lên trang cá nhân một hình ảnh và tình tiết có lẽ sẽ hé mở tung tích của cô gái này. Vậy cụ thể hình ảnh đó là gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Lưu hình ảnh camera cho thấy người yêu cũ của Hải Như vác bao tài lớn khỏi ngõ trong ngày cô mất tích. Đã gần 3 tháng kể từ ngày Hải Như mất tích, gia đình vẫn đang miệt mài tìm kiếm dù với hy vọng vô cùng mong manh. Một việc cô gái 23 tuổi Lương Hải Như, xã Hợp Đồng, huyện Trương Mỹ, thành phố Hà Nội được gia đình thông báo mất tích từ giữa tháng 7 đến nay vẫn là một ẩn số lớn. Người thân cùng lực lượng chức năng đội nhóm cứu hộ đã tiến hành tìm kiếm ở nhiều khu vực nghi ngờ thiếu nữ này đi qua trước khi mất tích nhưng không có kết quả. Gia đình Hải Như suy sụp và chịu nhiều ảnh hưởng tâm lý khi cô con gái không rõ giờ ra sao liên hệ với Quỳnh Như, chị gái ruột Hải Như. Cô nghẹn ngào khi nói về việc em gái vẫn biệt tích gần 3 tháng qua. Quỳnh Như cho biết hiện gia đình chưa tìm được Hải Như và đã chuyển hướng từ tìm dưới sông lên trên cạn, quay những khu vực được định vị có thể em gái đã đi qua trước khi mất tích. Quỳnh Như chia sẻ, các huyện Trương Mỹ, Hòa Đức, Vân Côn có diện tích rất lớn nên gia đình vẫn đang cố mở rộng tìm kiếm hết sức có thể. Về câu hỏi liên quan đến TNT, bạn trai cũ của Hải Như, Quỳnh Như cho hay gia đình đã trình báo những nghi ngờ về vấn đề này với cơ quan công an và cũng đã có lực lượng xuống kiểm tra xung quanh khu vực nhà bạn nam này. Tuy nhiên, vì đã gần 3 tháng trôi qua, những dấu vết có thể đã bị mất đi gây khó khăn trong việc tìm kiếm. Về tình hình cậu bạn trai cũ tên T sau khi Hải Như mất tích, Quỳnh Như kể lại thời điểm thông báo em gái mất tích có liên hệ với phía gia đình T thì nhận được thông tin rằng cậu ta đã mất rồi. Mới đây, chị gái sinh đôi của Hải Như đã chia sẻ trên trang cá nhân một hình ảnh mới và là tình tiết quan trọng trong vụ việc. Theo đó, Quỳnh Như đăng một hình ảnh trích xuất từ camera và cho biết người trong ảnh trên là T, người yêu cũ của Hải Như. Quỳnh Như cũng khẳng định hình ảnh trên được trích từ camera ở nhà trọ của T trong ngày Hải Như mất tích. Điều đáng nghi là T ra khỏi phòng với một bao tải lớn trên vai. Bạn bè T khai là tối hôm đó T mang quần áo đi về quê nhưng gia đình T lại nói rằng không biết gì về việc này. Cụ thể, theo trích xuất camera ngày 14 tháng 7 năm 2022, bạn trai cũ TNT ra khỏi nhà trọ với bao tải lớn trên người trùng hợp thay đây cũng là thời điểm quỳnh như hẹn gặp tnt để giải quyết mâu thuẫn chị gái nạn nhân thắc mắc liệu bên trong bao tải đó chứa gì đã cùng hải như đi đến những địa điểm nào thời điểm về phòng trọ khu vực ngõ trần duy hương nam thanh niên trên người ướt sũng mặc áo khoác nữ vội vàng tắm rửa sạch bùn đất Quỳnh Như đặt ra hàng loạt nghi vấn. Bức ảnh này đặt ra một dấu hỏi rất lớn. Thời điểm T rời phòng trọ T trùng khớp với thời điểm Hải Như đi từ Thái Thịnh ra. Rõ ràng là có đi cùng nhau, đi về hướng đại lộ Thăng Long. Đường đấy về nhà T, rất nhanh tầm 30-60 phút. Vậy tại sao cam trách thấy T lại quay trở lại một mình và vứt xe của em gái tôi ở bãi xe tú mỡ gần phòng trọ T? Tại sao bạn bè của T lại là người báo gia đình tôi đi nhận xe? Sao lại trùng hợp thế? Tuy nhiên chị gái nạn nhân nói rằng theo định vị điện thoại, Hải Như lại ở nhà T khoảng thời gian từ 21 giờ 30 đến 23 giờ 33 cùng ngày vẫn đang ở đấy. Đáng nói lúc đầu Hải Như chưa bị kiểm soát điện thoại, nhưng sau khi ở nhà T rồi thì không ai liên lạc được nữa, cũng có nghĩa là lúc đấy đã xảy ra chuyện rồi. T đã từng rất nhiều lần đòi gặp, dọa Hải Như có cả công an phường láng thượng làm chứng. Quỳnh Như bày tỏ bất an, liệu em gái mình có an toàn khi đi cùng TNT, khi người này có tiền sử sử dụng chất cấm. Đây cũng không phải lần đầu chị gái Hải Như câu khai chỉ trích TNT, trong đó có nhiều bằng chứng cho thấy TNT nhắn tin đe dọa uy hiếp Hải Như sẽ không yên ổn nếu như chia tay mình. Quỳnh Như chia sẻ thêm, thời gian qua bố mẹ lẫn bản thân đều suy sụp vì suy nghĩ nhiều và lo lắng. Chính cô là người trực tiếp làm việc với cơ quan chức năng về vụ việc của em gái. Thời gian đầu mới đăng tin tìm kiếm, ai chỉ đâu Quỳnh Như cũng chạy đến để xác minh xem có đúng hay không nhưng toàn thất vọng đi về vì không phải. Hơn 3 tháng tìm kiếm em gái cũng khiến Quỳnh Như phải bỏ công việc. Cô xin nghỉ làm hơn một tháng và vừa đi làm lại. Rất may, mọi người tại chỗ làm của Quỳnh Như đều hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh gia đình đang gặp phải. Trong quá trình tìm kiếm Hải Như, bên cạnh sức lực còn tốn không ít tiền bạc. Quỳnh Như cho biết có thời điểm gia đình thuê thợ lặn tìm dưới sông, cứ 2 tiếng sẽ mất 30 triệu đồng, nhưng cũng không thu được kết quả gì. Với những câu chuyện tâm linh xung quanh vụ việc, hình ảnh những nhà ngoại cảm để giúp đỡ gia đình, Quỳnh Như cho biết đều vô ích. Vì còn quá nhiều ẩn khúc cũng như vẫn chưa tìm được Hải Như, nên gia đình vẫn tích cực cung cấp thông tin, cầu cứu từ báo chí và mạng xã hội để có thể đưa vụ việc ra ánh sáng. Vâng thưa quý vị, nghi vấn sự mất tích của Hải Như có liên quan đến người yêu cũ. Vừa qua, cảnh sát đã cử lực lượng, đồng thời huy động cả chó nghiệp vụ để tiến hành kiểm tra trước cửa nhà TNT, sinh năm 1997, người yêu cũ của Hải Như. Người này trước đó có mâu thuẫn về tiền bạc, tình cảm với Hải Như và từng chặn đường rồi động chân động tay với cô gái. Loạt tin nhắn của bạn bè nạn nhân tiết lộ lối sống quái đản của T đã khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Nếu như bố của Lương Hải Như là ông Lương Viết Tuyên phải ngậm ngùi vừa khóc vừa chia sẻ, gia đình chỉ biết mất con thì đi tìm thôi, không phương hướng cũng chẳng có định hướng. Người ta mất con làm đám tang là xong, nhưng con gái tôi mất tích, không biết đang ở đâu, nằm chỗ nào. Nghĩ con có thể nằm ở cống rãnh nào lại xót xa, dài dứt lắm. Bản thân ông và gia đình trong gần 49 ngày qua đã thuê thợ lặn tốn hàng trăm triệu đồng tìm kiếm Hải Như ở cầu Cù Sơn nhưng vẫn không có kết quả, khiến những người ngoài cuộc thấy mà thương. Thì mới đây, những dòng tin nhắn đáng sợ gửi cho Hải Như trước khi mất tích cũng khiến cư dân mạng vô cùng tò mò. Nhiều người nghi ngờ rằng có thể chính người yêu cũ của Hải Như nợ nần nghiện ngập, sinh ra hoang tưởng nên tìm Hải Như sát hại rồi sau đó tìm cách quên sinh. Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng chia sẻ hình ảnh về loạt tin nhắn được gửi cho Hải Như, cô gái ở Hà Nội mất tích cách hơn một tháng. Theo bài đăng kèm chia sẻ của chị gái Song Sinh Quỳnh Như, trước khi Hải Như mất tích một ngày, cô nhận được tin nhắn từ bạn của người yêu cũ, điều này khiến chị gái Quỳnh Như nghi ngờ có điều bí ẩn đằng sau. Ngày 13 tháng 7 năm 2022, trước ngày xảy ra chuyện một ngày, bạn bè người quen của TNT có nhắn cho em mình như bên dưới. Khuya 14 tháng 7, gia đình mất liên lạc với em gái, sáng 15 tháng 7 thì hai tin T đã mất. Gia đình tôi nghi ngờ sự mất tích của Hải Như có liên quan đến T và đã trình báo cơ quan chức năng. Những dòng tin nhắn T đe dọa Hải Như, gia đình chỉ biết sau khi em mất tích. Người nhà và bạn bè nó đã biết trước tâm lý nó không ổn định, tại sao nhắn tin như kiểu muốn em mình lo lắng nên muốn em mình gọi nó. Hay là vì mục đích gì khác, muốn im lặng, che giấu điều gì. Người báo tìm thấy xe của em gái mình ngày 26 tháng 7 năm 2022 là bạn của TNT làm Grab ở ngoài khu cầu giấy Hà Nội nhé. Công an lấy lời khai từ hôm đấy rồi, gia đình vẫn đang đợi kết quả từ chính quyền. Loạt tin nhắn cho thấy trước khi Hải Như mất tích, Tê lừa tiền rất nhiều người, trong đó có cả chị gái Hải Như dù bỏ trốn. Khi một người bạn của Tê hỏi Hải Như về tung tích của Tê để đòi nợ, Hải Như liền giải thích, em không gọi được vì em chưa kịp nói hay khuyên can như thế nào thì mở mồm ra là đâm chém thủ hằn, mà cuộc sống nó như thế nào là do bản thân nó tự quyết định. Em nói thật, nó toàn chơi hàng nóng ở dưới phòng trọ ở ngõ Trần Duy Hưng, em không chấp nhận nghiện ngập và không được phép đổ lỗi cho người khác khi chưa cho em được cái gì tốt đẹp. Trả lại, người này chỉ đồng ý với Hải Như là Tê có chơi bời nhưng không bị nghiện, Hải Như đáp lại, hôm em xuống gặp nó, tay nó còn vứt túi đá. Sau khi loạt tin nhắn được chia sẻ, nhiều người nghi ngờ cho rằng có thể Tê nghiện ngập, sinh ra hoang tưởng nên tìm Hải Như sát hại rồi quyên sinh. Trước đó, theo gia đình nạn nhân cho biết, trong vụ Hải Như mất tích, đối tượng có động cơ nhất chính là người yêu cũ của cô. Từ đầu năm 2022, nạn nhân thường xuyên bị thanh niên tên TNT, sinh năm 1997, là bạn trai cũ ở xã Tiên Phương, huyện Trương Mỹ đe dọa, gây áp lực tinh thần, thậm chí là bị tác động vật lý. Gia đình cho biết, hai người yêu nhau 5 năm, sau đó Hải Như muốn chia tay, nhưng anh ta không đồng ý. Anh ta liên tục nhắn tin đe dọa, vào tháng 5 năm 2022, anh ta dùng nắm đấm khiến Hải Như bị thương tích ở tay và mặt và nhập viện kiểm tra sức khỏe. Trước đó, T còn nhiều lần nhắn tin dọa dẫm Hải Như. Cụ thể, theo tiết lộ từ gia đình Hải Như, trước tháng 5 năm 2022 qua tin nhắn, Tê nói Tao nói thẳng mày luôn, đời này tao phá mày tới cùng, đừng hy vọng yêu ai nhé, để tao xem. Trước đó, ngày 27 tháng 7, công an thành phố Hà Nội ra quyết định truy tìm người mất tích có dấu hiệu liên quan đến tội phạm Công an thành phố Hà Nội giao đội phòng ngừa đấu tranh, hướng dẫn điều tra trọng án phòng PC02 chủ trì thực hiện công tác biện pháp truy tìm, đồng thời đề nghị các cơ quan đơn vị nghiệp vụ trong lực lượng công an phối hợp truy tìm Lương Hải Như. Vậy cụ thể Lương Hải Như ở đâu, còn sống hay đã mất? Tại sao bạn trai Lương Hải Như lại chọn cách kết thúc cuộc sống trước ngày như mất tích? Đến thời điểm hiện tại, sự mất tích của Lương Hải Như và sự ra đi bất ngờ của bạn trai tên T vẫn là dấu hỏi đối với các cơ quan cảnh sát điều tra và gia đình nạn nhân. Còn theo các bạn, sự mất tích bí ẩn này của cô gái 23 tuổi xinh đẹp tên Như có liên quan đến bạn trai và những dòng tin nhắn trên? Xin hãy để lại bình luận ở phía dưới vâng thưa quý vị dư luận đang đặt ra nhiều dấu hỏi về nghi vấn liên quan đến chiếc bao tải lớn kia chứa thứ gì và tê đã đi đâu trong ngày hải như mất tích hiện những uẩn khuất liên tục trồng chéo và chúng ta cần chờ kết quả cuối cùng từ cơ quan điều tra ai cũng mong phép màu đến với hải như để cô gái trẻ tội nghiệp sớm được trở về nhà nơi có bố mẹ và chị gái đang ngày đêm ngóng đợi và những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật gửi tới quý vị và các bạn xin cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại